nha. Dạ em sẽ. Rồi, lại là em đây cả nhà. Em Tòng An Phát xin chào tất cả anh chị bà con đã quay trở lại với kênh mua bán của Tòng An Phát ha. Lời nói đầu tiên cho em xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe ha. Đặc biệt là chị em phụ nữ ngày càng trẻ trung và xinh đẹp hơn nha. Hôm nay em muốn giới thiệu đến anh chị em bà con mình một sản phẩm mới về bên Tòng An Phát, đó là em Suzuki ha. Em này được có cái thùng dài nè cả nhà, đời 2011, giá cực kỳ rẻ luôn. Đó, được có cái đăng kiểm nữa là đăng kiểm mới luôn. Em này thì mới đăng kiểm luôn nha cả nhà. Tới cuối tháng 11 năm 2023 nha. Đó, thì hôm nay em sẽ quay tổng quan chi tiết cái em xe này full inox luôn cho cả nhà mình xem và tham khảo ha, để cả nhà mình biết và có thể là sở hữu được em nó nha. Rồi giờ cả nhà hãy đi theo chân của em nha. Rồi, lại là em đây cả nhà ơi. Hôm nay em muốn gửi gắm tới anh chị em bà con mình một con xe tải 500kg nha. Được cái bé này đăng kiểm mới nè cả nhà. Đó, thùng dài nè ha. Chiều cao cũng có luôn, chiều cao em này là 1m30 nha, cho là 1m4 đi ha. Đời 2011 nè, được cái đăng kiểm mới nè. Đó, đăng kiểm tới 18 tháng 11 năm 2023 nha. Em này thùng dài 2m2. Bé này thùng cũng khá là dài luôn. Đó, bình thường là nó tầm 1m8 thôi cả nhà. 18 ha. Đó, thì hôm nay em sẽ quay tổng quan chi tiết em xe và báo giá luôn cho bà con mình xem ha, coi thử nó như thế nào, giá cả là làm sao. Bà con mình hãy đi xem và theo dõi hết cái video của Tòng An Phát nha. Đó, đây là phần sơn. Nói chung về đồng sơn thì em này chỉ có sạch sẽ đẹp đẽ tí thôi nha. Đó, sơn thì nói chung còn liền xe, sạch xe, chứ còn kêu mà đẹp nguyên bản đẹp hết thì không có đẹp hết nha cả nhà. Sơn thì nó có hơi nứt, nhưng mà cái này nứt nó đều nhau hết, cho nên nhìn nó cũng khá là liền xe, chứ không đến nỗi là bà con nào ưng ý thì cứ về có thể là dậm tuốt được thêm. Cái này thì em đã bát bung rồi ra rồi, cho nên là xe nhìn nó khá là ok luôn ha. Bà con mình thấy cái xe đó cũng khá là sạch ha, vì nó giá thành nó rẻ cho nên là không nên tu bổ quá nhiều ha, tu bổ những cái phần quan trọng thôi. Đồng sơn này nói chung cũng còn liền, nói chung là không có đến nỗi là phải sơn lại đâu cả nhà ơi. Cụm đèn phía trước còn khá là đẹp nha, cụm đèn phía trước còn khá là đẹp và khá là ok ha. Biển Sài Thành luôn, Sài Thành luôn, thành phố Hồ Chí Minh luôn nha cả nhà. Xe này thì đời 2011 ha, thì em xin báo giá luôn. Em xe này em xin chào bán với giá là 97 triệu nha. 97 triệu, em Suzuki đời 2011 nha cả nhà ơi. Cả nhà quan tâm thì cứ gọi điện cho Tòng An Phát nha. Đó, 97 triệu Suzuki đời 2001, thùng dài full inox luôn, thùng sàn inox luôn nha cả nhà. Táp bi táp lô còn khá là liền xe. Bà con nào muốn về cái phần dậm sơn tút tát này thì em sẽ bớt cho bà con mình chút đỉnh về bà con mình làm ha. Đó, vỏ lớp thì nói chung còn tương đối ha, còn xài tốt ha. Đó, vỏ lớp này thôi đã cho bà con mình cỡ khoảng 50% đi ha, 50% thôi ha. Đó, cho bà con mình dễ hình dung. Đây, 50%. Khung gầm sexy ok nha cả nhà, khung gầm sexy liền lạc ha. Con này đặc biệt là máy số nó cực kỳ là ngon nha cả nhà. Xe này thì chính là tay em chạy luôn. Đó, chính tay Tòng An Phát chạy luôn cho bà con mình không phải lo ha. Máy con số rất là nhẹ nhàng và rất là êm luôn ha. Đó, máy con số rất nhẹ nhàng và rất là êm luôn. Bà con nào quan tâm tới cái dòng Suzuki này á thì cứ alo cho em, 97 triệu ha. Chốt cọc liền tay, rinh ngay em nó về với đội của mình. Bà con nào chở gà, vịt hoặc là chở rau củ quả ở chợ á, xin alo cho em. Đây, thùng đây, thùng full inox nha cả nhà. Thùng này thì full inox luôn. Đó, cái này cái bạc này á, tệ có là gì nè cả nhà. Em cũng không hiểu nó ai may cái bạc này vô duyên thấy sợ luôn. May cái bạc mà giống như là chỉ chùm lên thôi chứ không có ôm gì hết nha. Cho nên là cái bạc thì bạc mới đó, bạc thì mới may. Đó, thì có sao em nói vậy à. Còn cái phần biển số này nè, nó bể nè, em sẽ làm mới lại cho cả nhà mình, để động nước thì đâu được, để động nước thì lâu ngày nó hư. Đó, thì cái nào em hỗ trợ được cho gia đình của mình thì em sẽ hỗ trợ thôi. Thì nói chung em bán cái xe em chỉ mong sao á, mình bán có lời, thứ hai nữa là mình bán về cho khách á, khách làm ăn cho ngon, khách làm ăn cho được, người ta còn nhớ mình, người ta còn quan tâm mình, hỏi thăm mình, đi ra đường á, người ta gặp mình, người ta chào hỏi ha. Còn nhiều lúc mình bán xe mà mình chỉ có nghĩ tới cái lợi nhuận của mình không à, mình không có quan tâm tới khách hàng của mình, thì đất nước Việt Nam này mình làm trong vòng bao nhiêu lâu thì khách hàng người ta nghe tới tên tuổi mình, người ta đã sợ rồi á. Nói chung á, xe cũ á, thì mình bán thì mình cũng tùy theo giá cả thôi ha. Mình về mình dọn nhiều thì đổi cái giá tiền nó lên, mình sẽ bán lên. Mình về mà dọn ít á thì cái giá tiền nó rẻ đi thì mình bớt cho bà con được ha. Rồi chỉ mong sao là máy móc nó ngon,
Với lại thứ hai là bà con mình á, về làm ăn cho nó suôn sẻ, cho nó thuận lợi. Quan trọng là bà con mình phải có nguồn hàng nha. Đó, bà con mình sắm một con xe tải ra nó chi phí nó rất là nhiều nha cả nhà. Thứ nhất là bà con mua đã tốn tiền rồi ha. Về bà con mình, thứ nhất là bà con mình làm cái này làm cái kia, dọn dẹp rồi này kia, làm theo ý mình đó, thì ai cũng vậy hết trơn. Ngay cả bà con mình đi mua xe cũ, xe mới đi, tiền tỷ vài tỷ đi, về bà con mình phải có làm ha. Chứ đừng nói là mấy con xe cũ mấy chục triệu như thế này. Bà con thấy không? Đó, đồng sơn nó còn khá là liền lạc. Con này không mục mọt nha. Nó không có mục mọt chỗ nào hết. Có mục thì em nói mục, không mục em nói không mục ha. Nói là bà con mình xa biết ha. Nè, mấy cái bọng dè thường thường nó mục mục đâu đây nè. Em là em làm ha. Em không bao giờ em bùa. Đó. Không bao giờ bùa nha cả nhà. Nếu mà có mục, có hư thì em sẽ làm hết cho cả nhà của mình. Đó. Mình làm đặng mình còn để cho khách hàng của mình quay lại và mai mối cho mình nữa. Rồi cả nhà mình có ai mà mua xe mai mối cho em thì em cũng sẽ có tiền hoa hồng cho người giới thiệu, chứ không phải là không có. Tùy theo ha, tùy theo xe. Đó. Thì xe này 500 kg. Đó. Thì bây giờ em sẽ nổ máy đi. Chứ nãy giờ nói vòng vòng sàn sàn biết à. Lâm ga nhiều lúc muốn tâm sự với bà con mình. Đó. Cái này là cả dây điện, bà con mình biết dây điện gì không? Dây điện mà quạt xe không có máy lạnh nha. Quạt á, cái quạt em thấy cồng kềnh quá, em tháo ra. Bà con nào mua thì em đưa lại cái máy quạt cho. Chứ em cũng không có giữ máy quạt làm gì đâu. Tại vì mình thấy cồng kềnh với lại dọn dẹp nó dơ quá cả nhà. Cho nên là em bỏ ra. Máy thì cực kỳ là êm nha cả nhà. Máy rất là êm nha. Máy em xu này cực kỳ êm luôn. Máy rất êm nè. Đó, nội thất thì bà con mình thấy là nỉ ở trên vẫn còn nha. Nỉ vẫn còn rất đẹp. Rồi để giờ em mở hai cái ghế này. Xe em mới dọn dẹp cho nên có hơi nước nha cả nhà. Lao á. Lao. Giờ em sẽ mở ra. Bà con mình nghe âm thanh máy móc đó. Rồi ha. Giờ cái phần máy em đã mở lên nè cho cả nhà mình xem nè. Đó, em mở ra cho bà con mình xem nè ha. Để bà con mình theo dõi, tiền theo dõi nha. Giờ em sẽ lên ra tí nha. Lên ra nước nhớt nó hơi bắn đây nha cả nhà. Máy số cực kỳ êm ha, em đang để ga lớn luôn. Thì nói chung xe nó chỉ có như vậy thôi. Con này thì gan ti nó hơi yếu nha, gan ti nó hơi nhỏ một chút á. Đóng nắp lại nha. Gan ti nó hơi nhỏ nha cả nhà. Này để ngồi em đóng lại. Gan ti em nó hơi nhỏ thì nói chung là tổng quan chi tiết xe thì xe có như thế nào em báo chính xác cho bà con mình biết ha. Để bà con mình không có phải ở xa tới, không có phải xem và phải so đo tính toán làm gì ha. Đó, thì tổng quan chi tiết xe em có sao em báo vậy hết cho cả nhà mình rồi. Cả nhà mà cảm thấy hợp với nhu cầu, hợp với công việc, cứ alo lại cho em ha. Alo lại cho Tổng An Phát nha. Rồi, đến đây không có vòng vòng sàm sàm mất nhiều thời gian của bà con mình đó. Em chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, công việc làm ăn mua bán ngày càng thuận lợi hơn và phát triển hơn nha cả nhà ơi. Rồi, em xin chào cả nhà nha.